Audio Jungle. Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nòi dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Căn cứ kế hoạch của phòng giáo dục đào tạo huyện Mang Thít về triển khai cuộc thi em yêu lịch sử Việt Nam cấp huyện năm học 2014-2015, căn cứ vào kế hoạch đoàn đội của ban giám hiệu trung học cơ sở Tân Long Hội, ban tổ chức cuộc thi em yêu lịch sử Việt Nam cấp trường năm học 2014-2015. Mục đích là tạo sân chơi bổ ích cho học sinh được giao lưu học hỏi kiến thức kinh nghiệm lẫn nhau, giúp cho học sinh hứng thú và tâm huyết với bộ môn lịch sử trong nhà trường. Cuộc thi em yêu lịch sử Việt Nam được triển khai nhằm giúp cho các em học sinh hiểu được các cột mốc quan trọng của lịch sử Việt Nam trong quá trình hình thành và phát triển, trong đó giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào của dân tộc, biết yêu quý, kính trọng, bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử truyền thống của dân tộc. Đó là lý do của ngày tổ chức hội thi hôm nay. Hàng Lương, giáo viên môn sử, xin trân trọng giới thiệu. Và trước khi tiến hành thi các phần thì cô phải phổ biến nội dung phần 1. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được 5 điểm, thời gian suy nghĩ và trả lời là 5 giây. Câu 1, người lãnh đạo hội nghị tranh giành độc lập của 13 hội nghị Anh và Bắc Mỹ là ai? A. Sumter, B. Sumter, C. Montelegger và D. Lincoln. Và thời gian 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Và thời gian kết thúc, cô mời các đáp án. Chương trình là đáp án B. Xin chúc mừng tất cả các đội đều có đáp án đúng. Rồi câu số 5, tháng 2 năm 1948, Bác Hồ viết thư ra nhận thiếu nhi. Trước thì giúp các nhà chiến sĩ, nhà thương binh, lần lượt giúp những người, giúp những nhà thương người. Giúp các cháu làm được việc gì thì làm việc nấy. Từ lời dạy này, đội những tiền phong Hồ Chí Minh đã tổ chức phong trào mang tên là gì? A. Trần Nam Cát Nghĩa, C. Kế hoạch nhỏ, C. D. Kế hoạch nhỏ, C. Trần Quốc Toản và D. Làm mình bị tốt. Và thời gian 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Và thời gian đã hết của đáp án của các đội. Đội số 3 chọn đáp án D, đội số 2 chọn đáp án D và đội số 1 chọn đáp án D. Và đáp án của chương trình như sau. Đó là đáp án nào? Như vậy là trong phần này là chắc
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào thời gian nào tại đâu? A. 3 tháng 2 năm 1931 tại Hồng Kông, Trung Quốc. B. Ngày 3 tháng 2 năm 1930 tại Hương Cảng, Trung Quốc. C. Ngày 6 tháng 1 năm 1930 tại Hà Nội, Việt Nam. D. Ngày 6 tháng 1 năm 1931 tại Yên Bái, Việt Nam. Và thời gian 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Còn cô mời đáp án của tất cả các đội. Đội số 1 chọn đáp án B, đội số 2 chọn đáp án B và đội số 3 chọn đáp án B. Và đáp án của chương trình là đáp án B. Xin chúc mừng tất cả các đội. Cuộc khởi nghĩa nào? A. Khởi nghĩa Bắc Sơn. B. Binh biến Đô Lương. C. Khởi nghĩa Nam Kỳ. Và D. Cả ba cuộc khởi nghĩa trên. Và thời gian 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Quân thời gian đã hết và đáp án của tất cả các đội. Đội số 1 chọn đáp án C. Đội số 2 chọn đáp án C và đội số 3 chọn án đáp án C. Đáp án chính xác là đáp án C. Xin chúc mừng tất cả các đội. Và tiếp theo đây là chúng ta tiến hành phần thi số 2. Có mang tên là Trâm Ngoan Ngọc Giỏi Xứng Giáo Bác Hồ. Trong phần thi số 2 này là mỗi đội các em sẽ đại diện cho một bạn để lên bắc thăm thuyết trình năm điều Bác Hồ dạy. Chúng ta bắc thăm nghe điều nào để lên thuyết trình nghe đúng điều đó nha. Và thời gian các em sẽ là mỗi phần trình bày thuyết trình là 10 điểm. Mỗi đội tham gia bốc thăm thi thuyết trình nội dung từ một trong năm điều Bác Hồ dạy. Các đội có thời gian chuẩn bị là 2 giây, sau đó cử một thành viên thuyết trình theo nội dung của đường bốc thăm. Thời gian trình bày tối đa là 5 phút phần thi của mỗi đội. Cứ trễ một thời gian là sẽ trừ đi 1 điểm. Rồi, các em đã hiểu được chưa nào? Là em gì giỏi, em có chuẩn bị 2 giây để suy nghĩ. Số 1 bắt thăm, điều số 4 là giữ gìn vệ sinh thật tốt. Và sau đây mời phần trình bày của đội số 1. Em đến từ đội 1, em xin trình bày. Em xin thuyết trình là điều 4 của năm điều Bác Hồ dạy. Gắn với yêu tổ quốc, yêu đồng bào, em luôn mong muốn chúng em vươn lên về mặt trí tuệ và sức khỏe. Chúc
số 1 như sau. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh được thành lập vào thời gian nào? A. Tháng 3 năm 2005. B. Tháng 3 năm 2006. C. Tháng 3 năm 2007. Và D. Tháng 3 năm 2008. Và thời gian 5 giây suy nghĩ của em bắt đầu. Và thời gian đã hết. Cô mời đáp án của em. Bạn chọn đáp án C. Và đáp án của chương trình là đáp án C. Xin chúc mừng bạn số 1 của đội 1. Và tiếp theo cô mời đội còn lại là đội số 3. Với ba thành viên sẽ luân phiên nhau trả lời các câu hỏi. Câu hỏi số 1 của đội số 3. Nguyễn Ái Quốc nói chấm 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 là một chấm chấm chấm. Có một cái vòi bám vào ở giai đoạn vô sản ở chấm 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 và một cái vòi khác bám vào chấm 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 ở các thuộc địa. Hãy điền từ còn thiếu vào các dấu chấm chấm chấm. A. Chủ nghĩa đế quốc, con đĩa, chính quốc, nhân dân. B. Chủ nghĩa tư bản, con đĩa, nước mình, nhân dân, lao động. C. Chủ nghĩa đế quốc, con voi, nước mình, giai cấp vô sản. Và D. Chủ nghĩa tư bản, con đĩa, chính quốc, giai cấp vô sản. Và thời gian 5 giây suy nghĩ của em được nói xong. Bạn chọn là đáp án A. Chúng ta hãy xem đáp án của chương trình. Rất tiếc, đáp án của mình là đáp án gì? Đội số 3, câu số 1 đã không có ghi điểm. Thông báo kết quả. Lớp 81 9 điểm. Chúng ta ai? Lớp 82 8 điểm. Lớp 83 7 rưỡi. Vậy thì lớp về nhất là lớp 81. Vậy cuộc thi môn lịch sử Việt Nam cấp trường đến đây là kết thúc. Và các hạng của các lớp thì các em đã biết rồi đúng không? Cô mời đội về nhất đó là đội 1. Các em tiến về phía trên là đại diện của đội số 1. Đội số 2 về nhì và đội số 3 về ba. Cô mời cả ba đội chúng ta tiến lên phía trên để nhận phần thưởng của ban tổ chức. Và tôi xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Hoàng Lân, giáo viên dạy quân sự sẽ đến trao phần quà cho các em. Vô tay, vô tay.